Chào mừng các bạn trở lại với video của Điện tử DT. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một bộ điểm sản phẩm đơn giản. Thì bộ này sẽ có chức năng điểm sản phẩm, điểm người và một số chức năng khác tùy vào ứng dụng của chúng ta nha. Khi mà cảm biến nhiệt cản phát hiện ra vật thể thì Arduino sẽ điểm lên một đơn vị, sau đó sẽ hiển thị qua 4 led 7 đoạn. Bộ này cũng lắp khá là đơn giản nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở bên trong ra để cho các bạn thấy là mình sẽ sử dụng các linh kiện gì nha. Ở đây thì các bạn thấy cũng khá là đơn giản nha. Mình sẽ sử dụng nguồn từ cổng USB. Và bây giờ mình sẽ liệt kê từng sản phẩm có trong bộ này nha các bạn. Một Arduino Nano. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Arduino Nano HTC Test. Các bạn có thể sử dụng Arduino Nano thông thường cũng được nha. Điểm khác biệt giữa hai Arduino là Arduino HTC Test sẽ sử dụng cổng micro USB thông dụng hơn. Còn Arduino Nano thông thường thì sẽ sử dụng cổng mini USB. Các bạn sử dụng loại nào cũng được nha. Một mạch mở rộng Arduino Nano. Một modem hiển thị 4 led 7 đoạn. Một cảm biến giật cản hồng ngoại 5V. Một hộp nhựa SU659 và 5 dây bus được cái. Ở đây mình sử dụng dây bus ngắn hơn nha các bạn. Và sau khi có đầy đủ các linh kiện thì bắt đầu mình sẽ lắp theo sơ đồ có trên hình. Ở đây thì các bạn chú ý chúng ta sẽ lắp Arduino Nano lên mạch mở rộng. Các bạn quan sát các hàng chữ phía trên sẽ trùng với lại các hàng chữ phía dưới là được nha các bạn. Và như vậy là mình đã lắp xong, cũng rất là đơn giản nha các bạn. Mình không cần hàng gì hết. Và bây giờ mình sẽ cần nạp code. Đầu tiên trên máy tính thì chúng ta sẽ cần cài đặt thư viện cho modem bộ hiển thị 4 led 7 đoạn này. Thì ở video trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn cài thư viện rồi. Nếu các bạn cài rồi thì chúng ta sẽ không cần cài đặt nữa. Còn nếu các bạn chưa cài thì chúng ta sẽ bắt đầu tải về và cài. Để tải được thư viện thì từ trình duyệt các bạn chỉ cập điện tử dt.com. Tìm kiếm với từ khóa dt4694. Sau đó các bạn di chuyển xuống phần thư viện, các bạn đích chuột vào đường dẫn, chọn vào mục download, các bạn chọn download zip. Và như vậy là chúng ta sẽ tải được file tải về. Như vậy là chúng ta sẽ tải được cái file này. Sau đó các bạn sẽ truy cập vào Arduino IDE, các bạn chọn sketch, chọn mục include readery và chọn zip readery. Sau đó các bạn sẽ chọn file thư viện vừa tải về. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thư viện xong. Việc còn lại thì các bạn sẽ copy code và dán vào. Và chúng ta sẽ chạy thử code không báo lỗi. Có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thư viện cũng như là chạy code thành công. Và tiếp theo các bạn sẽ chọn tool. Chọn là Arduino Nano. Và chọn cổng cơm của Arduino Nano. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nạp. Nếu phần mềm không có lỗi và hiển thị đang upload có nghĩa là bạn đã nạp code thành công. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Và ở đây trở lại code thì các bạn sẽ chú ý cái dòng mà mình sẽ để là num lớn hơn hoặc bằng 100. Thì cái dòng này sẽ có chức năng là tạo độ trễ nha các bạn. Sẽ tránh cảm biến bị nhiễu. Thì ở đây các bạn có thể tăng giảm cái giá trị này. Ở đây sau lần nhiều thử thì mình thấy giá trị 100 là giá trị phù hợp nha. Thì tránh cảm biến sẽ bị nhiễu và điểm liên tục nha các bạn. Và sau khi nạp code xong thì bây giờ mình sẽ cắm nguồn trực tiếp từ lỗ USB. Và mạch led 7 đoạn đang hiển thị là số 0. Và khi giật cản hồng ngoại phát hiện ra giật cản thì Arduino sẽ tăng giá trị lên 1. Sau đó sẽ hiển thị qua led 7 đoạn. Và đây có 4 led 7 đoạn cho nên giá trị tối đa có thể hiển thị là 9999 nha. Và đây chúng ta có thể reset về 0 bằng cách nhấn nút reset trên Arduino. Hoặc là chúng ta có thể ngắt nguồn và cắm nguồn lại. Như vậy là sẽ reset về 0. Và đây để được đẹp mắt hơn thì bây giờ mình sẽ cho vào hộp OS này nha. Phía trên của hộp sẽ có một phần nhựa đục.
và chúng ta có thể nhìn thấy giá trị của led bảy đoạn. Và đây chúng ta có thể tăng giảm độ nhạy của cảm biến hồng ngoại bằng cách điều chỉnh chiếc app có ở đằng sau của cảm biến. Tùy vào ứng dụng thì chúng ta sẽ điều chỉnh chiếc app này cho phù hợp nha. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.